Chào các bạn, mình là Jenny Simi đây và hôm nay mình đã quay lại với một video mới. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn 4 công thức slime mình đã lấy cảm hứng từ thức ăn mình thích ăn. Và ok, bây giờ mình vào video thôi. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi Instagram của mình nhé. Và để làm cái slime kẹo đá của mình thì mình sẽ size màu hồng và màu xanh để đại diện cho những cái màu của kẹo bông gòn. Mình nghĩ là những cái này sẽ nhìn đẹp hơn. Và nó cũng có hai màu thì mình sẽ tất nhiên phải stack vào hai tô và color một cái màu hồng và color một cái màu xanh. Và để đăng ký thì mình sẽ cho vào kim tuyến màu hồng và màu xanh nữa. Và bây giờ mình sẽ trộn hai cái màu đó cùng với nhau. Để làm cho cái slime này giống y chang như là một cái kẹo đá, giống y chang như một cái texture kẹo đá nữa thì mình sẽ cho vào những cái palette này. Đây là những cái hạt nhựa mình sẽ cho vào và mình sẽ cho cái slime mình thẳng vào luôn. Và những cái hạt nhựa này sẽ làm cho cái slime mình có một cái texture siêu crunchy và siêu giòn giòn khi mình bóp vào thì sẽ tạo ra những cái nó sẽ tạo ra những cái tiếng bubble pop. Và để làm cái slime màu xanh thì mình sẽ lặp lại những cái bước mình đã làm cho slime màu hồng. Mình không biết sao nữa nhưng cái slime này rất là nhắc nhở mình tới cái kem Hàn Quốc mà nhỏ mình đang ăn. Nó có kiểu là một cái chai mà mình có thể hút lên. Nó siêu ngon và nó cũng rất là nhắc nhở mình tới cái slime này. Và trong bước cuối cùng thì mình sẽ trộn hai cái màu đó cùng với nhau. Và bây giờ mình không nói chuyện nữa vì bây giờ mình muốn các bạn nghe cái tiếng đã tay của slime này. Để làm slime ice cream sundae này, các bạn sẽ cần một thau slime trắng, đất sét và kim tuyến màu đen để trang trí. Bước đầu tiên thì mình sẽ lấy cái slime trắng của mình. Đây chỉ là một cái recipe slime trắng bình thường thôi. Và mình sẽ cho vào cái clay của mình để làm cho nó thành butter slime. Là vì lý do là mình muốn cái ice cream của mình nhìn rất là đẹp nên mình sẽ cho vào các màu khác nhau vào để cho nó swirl cùng với nhau và tạo ra một cái hình dáng giống như là kem hơn. Và để làm slime kem chuối thì mình sẽ xài đất sét Daiso, màu thực phẩm màu vàng và cũng có slime trắng nữa. Và mình đang rất là cố gắng cái slime này mình sẽ không có cho lột màu nữa. Thì giống như trang bước hồi nãy thôi thì mình sẽ trộn nó cùng với slime của mình. Và tuy nhiên đây là Daiso clay nên nó cũng có texture hơi khác. Nhưng mình cũng thích cả hai texture như nhau thôi. Và sau khi mình trộn xong mình sẽ cho màu mình vào. Và đây cũng là một sai lầm lớn vì mình đã lỡ cho màu sai. Và khi mình trộn vào mình mới cảm thấy như là ô, mình cho màu hồng chứ không phải là màu vàng nên mình phải cho lại màu vàng, oh no. Tuy nhiên mình đã trộn tất cả màu mình vào rồi. Nhưng mình cảm thấy như nó nhìn giống như chơi như là một cái slime bunny hơn là slime chuối. Và để trang trí thì mình sẽ cho vào những cái cốm sô-cô-la. Thì bây giờ mình sẽ swirl hai cái màu đó cùng với nhau. Thì bây giờ mình trước nhất mình sẽ bắt đầu với màu hồng nhạt. Và mình sẽ swirl vào cái hồng đậm của mình để tạo ra một cái slime yellow. Và sau đó mình sẽ assemble nó cùng với nhau và tạo ra một cái ice cream sundae. Tuy nhiên bước này mình làm hơi bị fail nên mình sẽ làm lại từ đầu. Và bây giờ mình sẽ làm nó lại thì mình sẽ cho vào bằng những cái khuôn để cho nó nhìn giống như là kem hơn. Và sau đó mình sẽ xịt vào cái mousse này để cho nó nhiều chơi như là whipped cream. Và bước cuối cùng là mình sẽ cho vào các trang trí để cho nó đẹp hơn. Và tiền tiên, bây giờ mình đã xong rồi, các bạn thích không? Bây giờ mình không nói chuyện nữa, các bạn hãy nghe tiếng đã tay nhé.
làm slime rơi kiểu dưa hấu này, các bạn sẽ cần một cái hũ slime trong, một cái kiểu như là khối mút để làm rơi kiếp, và sẽ cần màu đỏ và cũng cần kim tuyến để trang trí. Thì trước nhất mình sẽ lấy cái thanh mút của mình và mình sẽ cắt nó thành những cái thanh nhỏ để mình cho vào cho nó dễ hơn. Và để cắt những cái mút này thì mình sẽ xài cái kéo. Mình thì xài cái kéo là vì nó dễ cắt hơn, nhưng nếu các bạn thích thì cũng xài cái dao cũng được. 20 minutes later. Và sau đó mình sẽ lấy cái slime trong của mình và mình sẽ cho vào một thực phẩm. Và trong nước này mình mới phát hiện ra là mình cũng hơi bị ngu và mình đã cho lộn bằng vào, oh my god. Và sau đó mình sẽ cho vào kim tuyến màu xanh và kim tuyến màu đỏ giống như là một cái watermelon và một cái dưa hấu. Ồ, các bạn thấy nó nhìn đẹp không? Và để khôi phục lại thì mình sẽ lấy cái màu vàng ra và cho cái màu đỏ vào. Vì tất nhiên hôm nay mình làm dưa hấu mà, chứ đâu có phải làm cái quả chuối phải không? Hôm nay kiểu như là cái đầu của mình nó không có thể phân biệt được màu hay sao ấy. Và trong bước tiếp theo thì mình sẽ lấy cái jelly cube của mình mới cắt ra và mình sẽ lát nữa đổ cái slime mình vào để cho nó thành jelly cube slime. Nhưng tất nhiên để cho nó phối cùng với nhau dễ hơn thì mình tất nhiên phải xài tay mình để trộn vào. Và để cho cái jelly cube của mình có thể hút vào các những cái slime và tạo ra những cái jelly cube thì mình phải để cái này cho 2 hoặc 1 ngày. Và lý do cho cái đó là để cho cái jelly cube mình bóp đã hơn và cho nó có một cái hình dáng giống như là một cái dưa hấu. Để làm slime macchiato này mình sẽ xài slime trong, đựng đất sét đai sơ và màu thực phẩm và cũng có kim tuyến nữa. Trước nhất mình sẽ lấy cái slime trong của mình và cho vào một cái hũ. Và sau đó mình sẽ cho màu thực phẩm màu vàng vào. Tất nhiên lần này mình sẽ lưu ý và không có cho lộn màu. Lơ mà không cho lộn màu nữa. Ok, bây giờ mình sẽ làm lại và cho màu khác vào. Đây là màu vàng. À, cuối cùng mình cũng có màu đúng rồi. Và màu vàng này là nó sẽ tạo ra một cái màu giống như này ra. Và sau đó mình sẽ cho nó cùng với nhau. Trước nhất mình sẽ cho cái slime trà của mình vào. Và mình sẽ cho cái xíu kim tuyến vào để cho nó lấp lánh hơn. Để làm cái nước phun của mình thì mình sẽ xài dasu clay. Mình sẽ ịn cho nó dẹp hơn và mình sẽ lấy cái hộp slime của mình và mình sẽ cho nó vào, kiểu như là mình ấn nó vào để cho nó tạo ra một cái hình tròn ở trong cái slime đó. Sau đó các bạn thấy rõ ràng là lớp trên là cream và lớp dưới là tea, là trà chứ. Và slime này mình nghĩ nó hơi giống như là beer, nhưng các bạn chỉ quên cái đó là các bạn nghĩ cái này trà nhé. Ok, slime này là khi mình trộn vào thì nó tạo ra một cái texture creamy, không phải là slime burn nhưng mà kiểu như là slime mà nó texture rất là lạ ý. Mình cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Các bạn thích video này thì hãy nút like và đăng ký channel mình nhé. Ok, bye bye, chào các bạn. Bye!